Chào các bạn của tôi nhé. Trước màn hình là chiếc Jim Việt này. Con này khách, theo như lời của khách nói là hôm qua đi ngon lành, tự nhiên chết khự lại cái. Và hôm nay là có mặt tại đây các bạn nhé. Tôi tháo ra để khám phá và sửa chữa chiếc xe này. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khám phá cái bệnh chiếc xe này nó như thế nào và giải quyết ra làm sao các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi. Thì sáng ngày thợ của tôi tháo ra, tháo hết yếm này, chỗ hộp ắc quy này, tháo ra kiểm tra xem chuột bọ cắn gì không các bạn nhé. Đây các bạn này, không có dấu hiệu của chuột, không có dấu hiệu của chuột cắn. Bình ắc quy khỏe này, nhưng mà thợ của tôi nói là xe đạp nên thử đầu có áp là không có điện, có nghĩa là rút cái này ra và các bạn dí vào đây các bạn đạp rồi để không thấy có điện, mà trong khi đó dây dợ không đứt các bạn nhá. Đấy, dây dợ không đứt. Bây giờ làm thế nào để cho nhanh nhất thì tôi dùng đồng hồ đo. Sáng ngày thợ của tôi thử rồi nó không có điện, dây điện không đứt. Bây giờ tôi phải dùng đồng hồ đo xem nó có đứt ngậm ở chỗ nào không các bạn nhá. Bây giờ tôi quay sang bên kia. Đây là con IC các bạn nhé. Thì sáng ngày thợ tôi thấy là dây này nó gần đứt nhưng mà nó vẫn còn. Thì bạn ấy đấu lại rồi, vẫn không có điện. Bạn ấy thì lại không biết dùng đồng hồ đo, chưa cho là thử bằng cách thủ công như tôi bảo mọi lần, nhưng mà vẫn không có điện nha anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi lại bắt đầu mới đo điện. Bởi vì xe này đèn quả xi nhan ok, mỗi tội không nổ thôi. Vấn đề này là liên quan đến điện rồi anh em nhé. Là vấn đề này anh em phải đo quận này. Thì đây, cái rắc này anh em nhé, rắc có 3 dây này. Nó là rắc từ quận lên. 3 cái dây này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến cái dây xanh và cái dây đen sọc đỏ này. Đấy. Còn dây trắng và dây vàng các bạn không cần quan tâm, đó là đèn và lạp. Các bạn quan tâm cho tôi hai dây này. Đấy, bây giờ tôi bắt đầu hướng dẫn các bạn đo. Cái rắc hộp này anh em đo cho tôi cái dây màu đen sọc đỏ trước, đây là đen sọc đỏ. Đồng hồ các bạn để thang 2K các bạn nhé. Đồng hồ các bạn để thang 2K này. Ôm, đây là ôm, đo ôm. Quận nổ là các bạn đo ôm, để thang 2K. Tôi chỉ cần dùng đồng hồ như thế này thôi. Đồng hồ này đồng hồ tàu rẻ tiền thôi anh em nhé, nhưng mà đo vẫn ok. Đấy, bây giờ để thang 2K này. Đầu dương các bạn đỏ, kẹp vào đây. Mát, các bạn bắt ra khung chỗ này. Nhìn vào đồng hồ, hơn 500 ohm anh em nhé. Tại sao lại hơn 500 ohm? 559 ohm. Kẹp lại này. Đồng hồ báo như này là cuộn nổ vẫn sống anh em nhé. Như vậy kết luận là cuộn nổ xe này không chết. Đấy, cuộn nổ không chết là từ 400 ohm đến 600 ohm lùi, còn dưới 400 tầm 300 đến 350 là chỉ có đạp nổ có điện thôi, nhưng mà xe không đi được anh em nhé. Đấy, đến như thế là nó yếu. Còn 500 ohm như thế này là điện khỏe, quần nổ không chết anh em nhé. Bây giờ tiếp tục hướng dẫn các bạn đo cái dây màu xanh.
sọc vàng đi. Các bạn tháo rác này ra, kiếm một sợi dây, các bạn cắm vào. Các bạn cắm vào dây xanh nhá. Mẹ vào cho thằng kia ngủ ngay. Nó quá chủ ngủ ạ. Đấy nha anh em, cắm vào cái dây màu xanh này nhá. Các bạn cắm chắc vào. Đo kích hướng dẫn lại các bạn này. Cắm vào dây xanh sọc vàng. Kẹp vào dương của đồng hồ nhá. Đây dương đồng hồ đây, kẹp đây. Mát kẹp đây. Không nên tí nào các bạn nhá. Mà các bạn nên nhớ một điều là kích của nó là chỉ số từ 120 đến 150 mấy, 60 gì đó. Tôi đo nhiều xe tôi áng chừng cái tầm đó thôi. Còn nó không lên cái gì này là nó bị chết rồi này. Kích không hoạt động này. Hoặc là đường dây bị đứt từ đây xuống chẳng hạn. Hoặc là từ IC ra. Nhưng mà xe này thì xin thưa với các bạn, dây điện rất là ngon. Chuột không cắn. Không bao giờ có chuyện đứt ngầm anh em nhé. Này kích không lên. Này, tôi thử lại cho anh em. Đồng hồ có chạy anh em nhé. Đồng hồ thì không thể chết được rồi. Thử lại luôn này anh em này. Đấy. Không lên một tí nào anh em nhé. Thôi như vậy là sáng nay là thợ của tôi đã kiểm tra hết rồi. Còn mỗi đo này là bạn ấy chưa biết đường đo. Bây giờ tôi đo tôi thấy là dây kích nó không còn kích, nó không thấy nó sống. Bây giờ tôi tháo lốc này ra để tháo cái cuộn điện ra xem con kích nó có bị phồng hỏng hay là bị sùi gì không nhá. Sáng ngày thợ tôi tháo ra thử hết rồi nhưng vẫn không được. Clip này có thể hơi dài, các bạn thông cảm nhé. Đây là tôi làm trực tiếp trên xe của khách này. Cho nên là các bạn chú ý theo dõi. Đây là bên trong cuộn của nó đây anh em nhé. Cuộn zin Việt này. Con kích của nó là con này anh em nhé. Đây con này. Bây giờ các bạn tháo ra. Tháo hết ra anh em nhé, xem con kích nó thế nó như thế nào. Cuộn nổ thì không chết rồi, tôi khẳng định với anh em luôn là cuộn nổ không chết. Như vậy là quá chuẩn rồi các bạn nha. Đây là con kích này, cái dây cái mối hàn con kích nó bắt vào đây, cái mối hàn của cái chỗ này này anh em nhé, mối hàn chỗ này nó hàn vào đây. Hàn ở vị trí này, cái đây là mối hàn, hàn vị trí này tôi bật ra đây rồi. Đấy. Bật ra đây anh em nhé. Đấy, như thế này thì làm sao mà nổ được. Kích không có điện này, kích bị hỏng. Cái này thì nói thật với các bạn là nó bị bật ra như này, thay luôn con mới. Các bạn nhé, hãy thay luôn con mới vào. Đấy, như vậy là chết kích. Sau đây tôi sẽ lắp con kích khác, thử con kích khác vào và nổ thử cho anh em nghe máy anh em nhé. Thợ của tôi làm nhưng mà chưa hết chỗ cho nên là
Đấy, tôi được dùng đồng hồ đo cái là tôi biết là chết chỗ nào ngay này để con kích nó bị. Đấy. Cầm cầm con kích ở quận nổ kia đây, cắt nó ra. Các bạn chờ một chút nhé. Đây là con kích mới ở cái cuộn khác ra mà nó chết nổ nhưng mà chưa chết kích đây. Các bạn nhìn thấy cái mối hàn nó như này nhé. Đấy, nó hàn chắc như này. Còn đây thì nó bong ra rồi này. Đúng chưa? Đấy. Bong ra rồi anh em nhé. Bây giờ các bạn đấu cái này vào và thử. Các bạn chờ một lát. Tôi đấu cái này vào tôi thử cho anh em xem nhé. Đấy, các bạn đấu các bạn cuốn ống co vào như này. Anh em nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu lắp vào. Lắp vào thì các bạn lắp như vừa nãy thôi. Lắp xong xuôi rồi các bạn kiểm tra xem là có con ông nào nỏng các bạn siết lại nhé. Đấy, sau đó thì các bạn đưa lên. Đưa vào đây. Sau đó thì các bạn lắp tạm hai con này vào. Các bạn cắm cho mình cái rác này vào. Và cắm tiếp cái rắc màu đen sọc đỏ này vào anh em nhé. Cắm vào. Rồi. Sau đó kiểm tra lại nha. Ok, IC cắm này. Quay sang đây để lối anh em nhé. Tôi kiểm tra lại thì dây không đứt anh em nhé. Đấy. Trước khi để lỗ lên thì mình có đôi lời như này, bạn nào mà thắc mắc thì các bạn cứ bình luận bên dưới các bạn nhé. Tôi thì tôi làm trực tiếp trên xe của khách hàng thôi, tôi không lấy xe mẫu tôi làm đâu. Và bạn nào chưa đăng ký kênh ấy, thì các bạn đăng ký kênh để các bạn nhận được những video tiếp theo các bạn nhé, để các bạn không bỏ lỡ những video có ích về sau này các bạn nhé. Còn rất nhiều video. Còn bây giờ tôi bắt đầu mở khóa để đổ lên anh em nhé. Đấy, như vậy là công việc đã hoàn thành anh em nhé. Mất điện là do nó chết cái con kích, gọi là con từ đi. Tùy nơi gọi khác nhau, anh em gọi là thế nào thì gọi. Như vậy là công việc đã xong anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau các bạn nhé.